nhật lần thứ 23 của công ty ATS, phòng phát triển dự án. Xin chúc công ty ngày càng phát triển, tiếp tục những bước đi vững chắc để khẳng định mình là đơn vị hàng đầu chuyên nghiên cứu và cung cấp các cái giải pháp đột phá về công nghệ. Chúc ban lãnh đạo công ty, anh chị em công ty ATS luôn đoàn kết, đồng hành cùng hướng tới những thành công trong tương lai. ATS 235 đồng hành vươn xa, đột phá công nghệ, vững bước tương lai. Happy New Year!